Hello, Hân mến chào cô chú, chị và các bạn nha. Thì cả nhà bữa nay Hân đem cái chài ra đồng để đi chài cá, đi theo mấy cái dũng nước khô khô cạn cạn để mình chài kiếm mớ cá về mình ăn cơm mới cả nhà. Thì đi chài kiếm cá bự thì mình ăn, cá nhỏ thì mình bắt về mình thả vô cái hầm của mình nuôi với cả nhà. Thì Hân sẽ chài xuống dưới đây, mời cô chú chị các bạn cùng đi chài với Hân nha. Bây giờ Hạnh xuống đây, Hạnh chạy đây cả nhà ơi. Cái đi theo mấy cái chỗ mà nước cạn cạn như nè, mấy cái hố á, Hạnh bắt cá. Chủ yếu thì bữa nay là mình bắt cá, mình thả vô hầm mới cả nhà. Bắt cá sặc, cá sặc điệp á, thả vô hầm mình nuôi luôn. Tại vì cái này bông súng chết hết trơn rồi, cho nên mình thả cái này cái kia cho mình nuôi. Ui, ở đây chắc cay dữ rồi. Cá sặc với cá rô. Quá có cái cây đi, có con cá phi hèn chi nó mới ngớp á cả nhà. Cá sặc với cá rô, mấy cái ngớp ngớp là cá rô chín. Cũng được được không, và nó dính nguyên cái nhánh cây cả nhà. Nó nhảy cái bụng cá, tưởng đâu cá gì bự không rồi, tưởng đâu cá lóc không à. Rồi cá phi. Được mấy con, cái chài đầu được mấy con cả nhà ơi. Sẽ chài xuống nữa. Bây giờ Thanh sẽ chài cái chài thứ hai cả nhà ơi. Quá, cái này hơi tròn hơn cái này. Do hôm chạy chưa có gành hết cả nhà cho nên nó hơi bị méo méo. Rồi bây giờ mình kéo lên luôn, tại vì cái chỗ này nước nó cạn á cả nhà. Chín cây nữa. Ở chỗ này nhánh cây thấy gì, nhánh cây nhiều chứ nha. Cá sặc. Wow. Cá thì ít chứ nhánh cây thì nhiều. Quá chèn. Cái nhánh này là mấy cái nhánh ớt cơ nha. Hai chài. Cái chài thứ hai. Dính cá thì ít mà cái dính cây thì nhiều. Cái cây nè.
Ui mấy cái nhánh này đưa vô là gách lưới hết trơn đó nha. Cái vũng này ít cá quá cả nhà, thấy nó ngớp cũng nhoi trơn mà được ít cá. Vũng này hết thì Thanh đi kiếm vũng khác bắt cả nhà, kiếm vũng khác chài nữa. Chài nhiều nhiều cá đây, con này bự dính được con hồi nãy thấy dính được cá rô hai ba con nữa mà nó bị gắt á, do nó dính mà cái cây á nó lọt ra hết trơn. Rồi bây giờ Thanh đi kiếm cái vũng khác mình chài nữa cả nhà. Cả nhà thì nãy Thanh chài ở cánh ở trong, bây giờ Thanh chạy ra đây rồi, thấy được cái vũng này nước cũng hơi khô khô nè, nên sẽ chài xuống. Hồi nãy thì cái chài cuối bắt được thêm một con cá lung kiến bự nè, với ba con cá phi bự nữa mà do là cái khúc đó không có quay kịp cả nhà, thì kéo lên luôn nè, có cá bự ghê nè, với một mớ cá sặc đẹp nữa. Bây giờ Thanh sẽ lại đây mình chài, bắt chài ở đây, mình chài xuống đây kiếm cá mớ cá nữa cả nhà. Nãy đứng ở đẳng nghe cái vườn mít đó cả nhà, nó hầm nó phức nó nực, lại đây cái nó mát. Sẽ chạy xuống đó. Bự không, bự không. Chuyến này chạy im im cả nhà. Chuyến mấy đợt trước Thanh chạy nó hơi bị méo méo không à. Rồi bây giờ là mình kéo lên luôn, tại vì cái chỗ này nước nó cũng cạn, do là cái bên đây người ta ngăn cái đập nữa cả nhà. Bên đó nước lớn người ta thả dịch á, bên đây nước nhỏ hay còn nhỏ nè, chưa có thả dịch. Cái chỗ này nó có hang. Ít cá cả nhà, không thấy nó đâm chài. Cũng nhiều nè, cũng nhiều. Thấy cũng có cá nè cả nhà. Thấy cũng có cá nè. Cá sặc. Cá sặc với cá phi nha. Cá phi con nhóc chừng
cá gô nữa đó. Ui, cá sặc đẹp con bự bự không cả nhà ơi. Đây, cái chài chỗ này thì được mới nè. Cá sặc đẹp này cả nhà. Cá sặc đẹp này thì Thanh đem về Thanh thả vô hầm lại, chứ Thanh không có ăn. Đây, con bự bự không nè. Đó, em giờ mình thả lại nó còn bự nữa cả nhà ơi. Cái loại cá sặc này nó bự lắm. Được con cá phi bự nữa nè. Cá phi này với con cá gô nè. Cá gô về Thanh thả vô hầm luôn. Cá phi này về làm khô với sốt cà hả? Chiên chiên sốt cà ngon cả nhà. Mới cao kiến này thả lại, thả xuống kinh không mà để đây đi, lát nữa mình thả sao, giờ mình chài cái nó dính vô chài nữa cả nhà. Giờ mình sẽ bắt cái chài, mình chài xuống đó thêm một chài nữa. Đây thì bắt đầu anh chài đây một chài cả nhà. Ui, ui, đây có cái da gắn cho bá cho men không, quay cái da gắn cho cả nhà xem nè. Ui coi cái này là cái da gắn ha, bá lửa luôn. Cái này là gắn hổ ngựa. Ui ui, nó chung vô đây, nó chung qua đây nè. Vậy là nó còn nằm đâu vòng vòng trong hang đây nè. Cái này là da gắn hổ ngựa cả nhà. Bá con này cũng tầm gần cả ký. Giờ Thanh kéo cái chài lên luôn. Đó, quá nó bị dính cây. Wow, cái này có dính không? Thịt con mấy con để thành rửa cái nhà. Cái này hết rồi thì được có mấy con. Có cá sặc đẹp là im rồi. Cá sặc đẹp cho bá. Cá gô nữa nè. Cái này cá ốc kiến bự nó núp ở đâu hết trơn hay gì cả nhà ơi. Chạy dính cá ốc kiến nhỏ không à. Rồi, được có con cá sặc đẹp bự à. Giờ mình chạy nữa quá, chắc chạy thêm vài cái nữa, kiếm nhiều nhiều cá để mình thả vô hầm. Mà cái này được có một ít à. Chạy gán chạy thêm vài chạy nữa kiếm mớ cá nữa nha. Đây, bắt chạy xong cái đứng xuống chỗ đó đó. Đứng xuống chỗ đó quăng chạy. Quên nữa, comment lụm con cá sặc vô hãy cho thao đi để nó chết. Này nó vô luôn, nó muốn, nó bị dính vô muốn phải bung bung ra mặt nghe đó chút xíu nữa. Bung ra mặt nghe chút xíu nữa là được. Mình kéo lên đây luôn cả nhà ơi.
Dính cho muốn rồi. Được cá sặc đẹp cho bán. Được con cá sặc đẹp cho bá luôn. Cáo kiến con không à. Đợt này ha. Cáo kiến bự nó núp ở trên ruộng hay gì cả nhà. Không thấy. Hay là cáo kiến nó chưa có bự á. Cá sặc đồng nữa. Có cái chạy là khỏe. Cá rô kiến này nó chưa có bự cả nhà, nhỏ nhỏ không à. Đây cái chài này của Thanh thì được có hai con à, một con cá sặc đẹp với một con cá sặc đồng, con cá gô nè. Rồi mình gán chài nữa cả nhà, gán chài dài chài nữa bắt cá. Nhiêu này là đủ ăn rồi cả nhà ơi. Giờ Thanh thả mấy con cá lục kiến này với mấy con ốc nè, thả nó lại xuống dưới kinh lại cho nó sống, rồi bắt đầu mình đem mớ cá này giờ mình ăn được rồi đó. Chứ được bữa nay chài được có một mớ. Wow. Cá lu kiến này mà gặp mà nó bự á cả nhà, nó đầy ắp luôn. Cái chỗ này thì được cái thùng bể, thùng bể lập cái thùng bể đựng cá, thì em thả nó xuống đây lại. Mớ cá này là mình đem về. Cá bự này thì Thanh đem về Thanh chiên cả nhà, chiên ăn cơm. Còn cá sặc này thì với cá gô Thanh sẽ thả vô hầm hết luôn. Đây bữa nay được một mớ nè, cá sặc đẹp. Con cạnh cạnh không? Con cạnh cạnh không cả nhà? Đây được mớ nè. Rồi mình đem về mình đó, được gỗ cá bự nữa nè, đem về ăn cơm. Thôi bây giờ Thanh đi về cả nhà. Rồi cả nhà thì nãy giờ Thanh chạy về tới nhà là bắt đầu Thanh sẽ đem mấy con cá này Thanh xuống dưới hầm mình Thanh thả lại. Mình quay ra đây mình thả xuống đây luôn cả nhà. Đây được mớ cá. Đó. Cá sặc đẹp con bự bự không nè. Bữa nay đi chạy thì thành quả đi chạy được có mớ cá. Cũng tầm mười mấy con cả nhà. Cá sặc đồng, cá sặc đẹp với lại cá gô luôn. Thì chuyến này mình đi chạy được mớ một mớ gì đó Thanh, hay là đi bắt cá này kia, được cá này cá kia mình đem về mình thả vô hầm mình để dành mình nuôi. Nuôi cái mình bắt nữa nó bự mình bắt mình bán cả nhà. Thì do là cái hầm của mình bông súng thì chết rồi, cho nên giờ mình không có sợ bị bông súng bị cá ăn nữa, thì mình thả cái này cái kia lộn xộn luôn. Rồi thì bây giờ còn mấy con cá kia đem vô nấu cơm ăn cả nhà, làm nấu cơm ăn. Giờ đi vô. Tính tên cả nhà, đây là cái thành quả của Thanh. Thì bữa nay là Thanh ăn cá sút cà nè, cá rô phi đem về Thanh chiên, sứt cà,
ăn kèm với rau sống giờ sẽ ăn cơm. Mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với Thanh nha. Đây con cá anh chiên đó, nó giòn lên đó cả nhà, nó vàng lên rồi bắt đầu mình xuất cà. Cái miếng già này nó giòn cho thấy cả nhà ơi. Kèm với miếng rau. Thanh mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với Thanh nha. Cái da của nó chiên lắm, nó giòn lên, nó vàng vàng, nó giòn đó nha. Ăn vô nó giòn khó không? Thịt nó thơm. Cái cà nó chua chua. Cái món này là Thanh bị ghiền nha nha. Ở lúc nhỏ Thanh ưa ăn lắm. Thịt con cá phi nó thơm. Hôm nay đi chài cá, đi vô trong cái cánh nó chài thì bữa nay mình chài kiếm cá thả vô hầm. Chứ là vừa có cá thả vô hầm nuôi mà vừa có cá ăn cái nhà. Cá bự thì mình bắt ăn, cá nhỏ thì mình thả mình nuôi lại. Ngon quá. Đi về tuốt trong cái cánh nó chạy xa cái nhỉ. Đi về giờ ở nhà làm đồ ăn tới tối luôn. Thì cả nhà thì bữa nay là Thanh đi chạy cá, dính được mớ cá thì Thanh thả vào nuôi với lại em đem về chiên ăn. Bữa nay thì ăn cơm rất là ngon, ăn với món cá goofy suýt cà. Video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Cả nhà nhớ đón xem tiếp theo của Thanh nhờ ngày mơ nha. Nhớ like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ cho Thanh có động lực cho nhiều video hay nữa nha. Bye bye cả nhà.